62, 63, 64. Xin các xóm chúng ta ổn định, chúng ta lên kiệu đi. Xin chúng ta lát nữa chúng ta rước, chúng ta sẽ công đức của các kiệu sau. Câu này chúng ta khương công đức của các kiệu, chúng ta đi lại nhốn nháo. Xin kiệu số 1 chúng ta lên kiệu đi. Số 1 lên kiệu. Số 3 di chuyển đi, di chuyển đi. Quang Yên lên đi. Xin các kiệu chúng ta đi sát vào nhau. Xin các kiệu chúng ta đi sát vào nhau. Kiệu Đức Mẹ lên đi. Yeah.